Ông lão này đang ăn đất, ông Nhung lấy một ít đất bỏ vào miệng và thưởng thức. Nhúng đất này mềm mịn, quả thực hương vị rất đậm đà, bò lên cân mới có 3,2 kg. Ôi trời, chúc mừng anh nhé, anh đã trở thành người giàu nhất chỗ này. Anh muốn đổi lấy gì cũng được, bao gồm cả thành phố này. Nhưng tại sao đất lại quý giá như vậy chứ? Và ra đây là thế giới tương lai khi băng ở hai cực Nam Bắc bị tan chảy, mặt đất đã bị nước biển nhấn chìm. Nếu như lúc này bạn có một hũ đất thì bạn sẽ trở thành người giàu có nhất ở đây. Tất cả mọi người sẽ xu nịnh bạn. Người đàn ông này tên là Mariner, anh đang phiêu dạt trên biển. Vậy khi khát, Mariner phải làm sao? Anh lấy chai hứng nước tiểu của mình, sau đó đổ vào một thiết bị lọc. Sau khi bơm vài cái, vòi nước liền chảy ra dòng nước trong suốt. Mariner nếm thử. Hôm nay hơi mặn một xíu, mùi vị bình thường, không có gì đặc sắc. Đây là thiết bị lọc nước tiểu thành nước ngọt mà anh phát minh ra. Cuối cùng anh cũng không quên để lại một chút cho cái cây của mình, một giọt cũng không được lãng phí. Một mình Mariner đã phiêu bạt trên biển rất lâu rồi. Anh kiếm sống bằng cách kiếm các đồ vật ở trên biển và đổi với người khác. Một ngày nọ anh nhảy xuống biển để tìm đồ, lúc về phát hiện ra có người đã lên thuyền của mình, là người một mình phiêu lưu trên biển khác. Người đó nói mình không phải là người xấu, nhưng lúc anh ta đi, anh ta đã lén ăn trộm chanh của Mariner. Các loại thực vật xanh ở thế giới này cực kỳ hiếm có, anh vất vả trồng được một cái cây, đến khi có quả cũng không nỡ ăn, giờ bị trộm hết sạch. Đương nhiên Mariner sẽ không bỏ qua cho anh ta, anh dương buồm đuổi theo và đứt buồm của anh ta. Đúng lúc này cướp biển đuổi đến, người đó bị giết chết. Mariner đi đến đảo nổi, anh muốn đổi một số vật dụng sinh hoạt, nhưng đối phương coi thường những món đồ của anh, không muốn đổi với anh. Anh chỉ có thể lấy ra món bảo bối cất giấu bấy lâu, một hũ đầy đất, mắt những người kia lập tức sáng lên. Trong thế giới bị nước biển bao phủ này, đất là một thứ vô cùng trân quý. Ông lão Nhung lấy một chút đất bỏ vào miệng nếm thử, khuôn mặt vô cùng hưởng thụ, hết lời khen ngợi độ nguyên chất của hũ đất. Họ đặt lên cân vừa đúng 3,2 kg, số đất này có thể nói là muốn đổi gì cũng được. Tất cả mọi người đều nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ. Mariner đổi được một đống đồ, lúc chuẩn bị rời đi mọi người thấy anh to khỏe lại nhiều tiền nên đã có người tặng vợ cho anh. Trưởng lão cũng muốn Mariner để lại dòng giống của anh ở trên đảo. Mariner thân thể khỏe mạnh cường tráng lại có thể lấy được thứ quý hiếm như đất, chắc chắn không phải là một người tầm thường. Trưởng lão còn tưởng Mariner là một người có tình trường phong phú sẽ thản nhiên chấp nhận, không ngờ Mariner từ chối. Trưởng lão cảm thấy rất mất mặt nên hạ lệnh bắt lấy Mariner. Trong lúc chiến đấu, mọi người vô tình phát hiện sau tai Mariner mọc ra mang có thể thở được dưới nước, giữa ngón chân anh cũng có mang. Không nghi ngờ gì nữa, Mariner là người biến dị. Những người bình thường ghét nhất là kiểu kỳ lạ như anh, trưởng lão muốn giết chết anh. Mariner nhân cơ hội nhảy xuống nước nhưng cuối cùng cũng bị mắc lưới và bị tóm lại nhốt vào lồng. Trưởng lão quyết định sẽ dìm anh xuống hố phân cho đến chết. Buổi tối một ông lão lén đến bên cạnh Mariner hỏi anh có phải đã từng đến lục địa rồi không. Mariner bảo không. Ông lão muốn biết số đất đó anh đã lấy ở đâu, nhưng Mariner không chịu nói, hóa ra ông đang nghiên cứu vị trí của lục địa. Lúc này ông bị người canh giữ phát hiện, ông đành phải rời đi. Sáng hôm sau Mariner bị ném vào trong hố phân, cái lồng dần bị thả xuống. Lúc này có một nhóm cướp biển với những trang bị hiện đại đột nhiên tấn công đảo nổi. Nhóm cướp biển này được xem là đội quân mạnh nhất trong những người ở tương lai. Bọn họ di chuyển bằng thuyền máy đi khắp nơi cướp bóc tài sản. Bọn họ lái máy bay, dùng thuyền cano, có những khẩu súng lớn hướng về phía đảo nổi bắn liên hoàn. Những người trên đảo lúc nãy vừa nói thành trì của mình vô cùng kiên cố, không thể bị hạ gục, nhưng ngay sau đó liền bị hư hỏng nặng. Chỉ sau vài phát súng, bức tường thành thủng như tổ ong, dưới màn lửa đạn mãnh liệt của bọn cướp biển, hòn đảo nhanh chóng bị chìm. Những tên cướp biển sau khi chiếm được đảo nổi liền nhận lệnh của thủ lĩnh tìm kiếm tung tích của một cô bé. Tương truyền những hình xăm sau lưng cô bé chính là bản đồ đến lục địa. Mariner bị nhốt ở trong lồng cố hết sức mở khóa, nhưng dao gãy rồi, thấy chiếc lồng chuẩn bị chìm xuống thì một người phụ nữ xuất hiện. Cô yêu cầu Mariner đưa cô rời khỏi đây, cô sẽ cứu anh ra ngoài. Mariner đồng ý. Người phụ nữ phá khóa lồng cứu Mariner ra ngoài. Cô tên là Helen, là người mở cửa lồng cho Mariner. Bọn họ bỏ trốn cùng nhau. Những tên cướp biển không tìm được cô bé đó nên đốt luôn đảo nổi. Lúc này cô bé mà chúng đang tìm đã ở trên thuyền của Mariner. Nhưng do nước ngọt của Mariner không có nhiều, không đủ cho ba người uống nên Mariner yêu cầu ném đứa bé lại. Nhưng Helen không chịu. Cô nói mình có thể không uống nước, hơn nữa cô còn muốn làm vợ của Mariner. Cuối cùng Mariner cũng mềm lòng giữ cô bé lại. Cô bé vô cùng thích vẽ tranh, cô vẽ bậy khắp lên thuyền của Mariner. Mariner tức giận lập tức bế cô bé lên ném xuống biển. Không ngờ cô bé không biết bơi, Helen liền nhảy xuống cứu cô lên. Mariner chỉ đành hạ thấp thuyền để cứu hai người. Lúc này những tên cướp biển lại xuất hiện. Thuyền buôm bình thường tốc độ không đủ nhanh. Mariner đang tìm cách. Helen tưởng Mariner bỏ mặc họ không thèm quan tâm nên bắn xiên cá về phía máy bay. Xiên cá xuyên thủng máy bay, nhìn có vẻ như Helen đã thành công. Nhưng máy bay lại lợi dụng dây thừng của xiên cá bay vòng quanh chiếc thuyền. Sợi dây quấn nhiều vòng vào chiếc thuyền khiến nó hư hại nghiêm trọng. Cuối cùng vẫn là Mariner xử lý cái máy bay đó. Mariner nổi điên lên cắt hết tóc của Helen và cô bé, cảnh cáo bọn họ không được động vào đồ ở trên thuyền. Helen và cô bé đó đến mức không chịu nổi. Đúng lúc này có một chiếc thuyền đi ngang qua, Helen muốn đổi lấy gì đó ăn, còn Mariner muốn đổi lấy thứ quan trọng hơn.
Người đó lấy ra một tờ giấy. Ở thế giới ấy, một tờ giấy lộn cũng vô cùng quý báu. Nhưng hắn là một tên háo sắc, hắn muốn dùng tờ giấy để đổi lấy một lần mây mưa với Helen. Mariner mặc kệ sự phản đối của Helen, anh đồng ý. Đúng lúc người đó đang vui mừng vì được lợi, lương tâm của Mariner trỗi dậy, anh bắt đầu hối hận. Người đó còn muốn đánh lại, kết quả bị Mariner giết chết. Dần dần Mariner bắt đầu chấp nhận cô bé và Helen, anh dạy cô bé bơi, còn đồng ý cho bé vẽ tranh. Thứ mà bé vẽ là lục địa mà anh chưa bao giờ nhìn thấy. Mariner phiêu bạt trên biển nhiều năm như vậy bắt đầu nghi ngờ liệu lục địa có thực sự tồn tại không. Thủ lĩnh của nhóm cướp biển phát hiện số dầu còn lại không nhiều, chỉ đủ cho thuyền máy dùng trong vòng 2 tháng. Họ bắt buộc phải sớm tìm thấy cô bé, tìm ra vị trí lục địa. Mà cô bé họ muốn tìm lúc này đang ở trên thuyền của Mariner. Hóa ra cô bé không phải con của Helen. Ông lão tối đó hỏi Mariner lục địa ở đâu chính là bố của cô bé. Ông vẫn luôn nghiên cứu hình xăm sau lưng con nhưng không có tí manh mối nào. Để tìm được cô bé, tên cầm đầu nhóm cướp bố trí bẫy chờ Mariner tự đâm đầu vào. Anh chàng câu cá mập ở trên biển, anh dùng chính mình làm mồi. Sau 3 tiếng chờ đợi, một con cá mập đã đến. Nó mở rộng cái miệng to đỏ như máu muốn nuốt chửng Mariner. Lúc này nó vô tình động phải bẫy, con cá mập bị lưới sắt bao vây. Lần này có thịt ăn rồi, cuối cùng ba người họ cũng được ăn một bữa no. Đột nhiên họ phát hiện ra một chiếc thuyền kỳ lạ, những người trên thuyền đều có dây buộc vào người như con rối. Khuôn mặt của họ không có biểu cảm, cơ thể cứng ngắc. Mariner lớn tiếng hét nhưng không có ai đáp lại. Mariner cảnh giác vớt lấy một ít nước biển toàn là mùi thối rữa. Helen cầm kính viễn vọng nhìn, trên thuyền là những cái xác được treo lên, dưới nước bị bọn cướp biển mai phục. Mariner vội vã quay đầu thuyền, đột nhiên dưới nước phi lên rất nhiều cano. Mariner và Helen phối hợp hoàn hảo, một lần nữa lại trốn thoát. Nhưng Mariner bị trúng đạn, Helen hỏi Mariner khi nào anh mới đưa hai người họ đến lục địa. Mariner nói anh chưa từng đến lục địa, Helen không tin, chưa từng đến lục địa vậy đất từ đâu ra. Mariner chỉ có thể đưa Helen xuống dưới đáy biển, thành phố phồn hoa trước đây giờ đã bị nhấn chìm. Mariner nằm lấy đất ở dưới đáy biển, cuối cùng Helen cũng từ bỏ chuyện đến lục địa. Lúc này những tên cướp biển tìm thấy thuyền của Mariner, bọn chúng bắt cô bé đi, còn đốt luôn thuyền của anh. Mariner và Helen trôi bồng bềnh trên biển, Mariner vô tình nhìn thấy bức vẽ của cô bé. Cái cây xanh này lại giống y hệt với bức vẽ anh tìm thấy trong cái dương ở dưới biển. Mariner nhận ra có lẽ lục địa thực sự tồn tại. Không lâu sau, bố của Helen xuất hiện trên bầu trời chỗ chiếc thuyền. Hóa ra cái ngày mà đảo nổi bị cháy, bố của Helen vô tình động vào công tắc khởi động khinh khí cầu, khi khí cầu bay đi mất. Nhưng tên cướp đốt thuyền, khói bốc lên khiến ông tìm được nơi này, Mariner và Helen được cứu. Bố của Helen nghiên cứu tờ giấy ấy, ông phát hiện ra hai cực của trái đất đã bị đảo lộn, bản đồ sau lưng cô bé có thể là kinh vĩ độ. Nếu tìm được cô bé rất có thể sẽ tìm thấy lục địa. Những tên cướp nghiên cứu hình xăm sau lưng cô bé, chúng không hiểu nó có ý nghĩa là gì. Mà lúc này nội bộ của họ đã bắt đầu nghi ngờ người cầm đầu, mọi người đều không chắc chắn rằng có thể tìm được lục địa hay không. Mariner muốn đi cứu cô bé, anh một mình cưỡi cano đến thuyền của bọn cướp. Lúc này thủ lĩnh của họ đang phát biểu một bài vô cùng hùng hồn nhiệt huyết, an ủi mọi người. Cô bé bị giơ lên cao, lúc này Mariner lên được thuyền, tay anh cầm một mồi lửa dí vào gần ống dẫn đầu máy của thuyền đe dọa thủ lĩnh. Nếu không thả cô bé ra sẽ cho con thuyền này phát nổ. Thủ lĩnh cược anh không có gan làm vậy, Mariner liền ném mồi lửa vào trong. Con thuyền lập tức nổ tung, thủ lĩnh thấy tình hình không ổn ôm lấy cô bé lên máy bay. Mariner dùng dây thừng móc chiếc máy bay lại cứu được cô bé. Lúc này Helen đi khinh khí cầu đến, Mariner ôm cô bé leo lên dây thừng. Thủ lĩnh đuổi theo sau, Helen dùng bình thủy tinh đập vào đầu tên thủ lĩnh, hắn bị rơi xuống biển. Nhưng tên thủ lĩnh ngoan cố lại đi cano chĩa súng vào cô bé và bóp cò, cô bé rơi xuống biển. Lúc này ba chiếc cano lao nhanh về phía cô bé. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Mariner dùng dây thừng buộc chân mình lại nhảy xuống vớt cô bé lên. Thủ lĩnh và ba tên đàn em ngu ngốc đâm vào nhau, cano lập tức phát nổ, thủ lĩnh cứ như vậy về châu trời. Khinh khí cầu không biết bay ở trên trời bao lâu, một con hải âu đậu trên đỉnh khinh khí cầu. Mariner biết lục địa ở ngay trước mặt họ. Bọn họ thực sự đến được một nơi có núi, có nước. Nhưng Mariner đã trở thành người biến dị, anh quyết định rời đi. Chân của Mariner đã kết màng, thích hợp sống ở biển xanh vô tận hơn. Bộ phim đến đây là kết thúc. Đây là bộ phim đã từng đạt giải Oscar có tên là Thế giới nước. Câu hỏi của bộ phim, nếu như thế giới này ngập trong nước, bạn được chọn 3 thứ có thể dùng mãi mãi, thì bạn sẽ chọn những thứ gì? Hãy cho bọn mình biết ở dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.